Ngày 12 tháng 2, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã khởi tố Phí Văn Huấn, 39 tuổi, trú quận Cầu Giấy và 55 bị can liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Theo cảnh sát, Huấn cầm đầu đường dây này. Hắn ta thành lập công ty cổ phần Egon Việt Nam nhưng không kinh doanh mà để che giấu cho việc điều hành đường dây đánh bạc trên trang web pau.com. Sau đó, Huấn thuê 16 nhân viên chịu trách nhiệm kỹ thuật, quản lý và phụ trách các đại lý để đổi tiền ảo cho các game thủ trên cả nước đánh bạc. Để vận hành đường dây, Huấn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên và tổ chức đại lý cấp 1, cấp 2. Cơ quan điều tra xác định thông qua trang web trên, nhóm của Huấn tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược online qua trò chơi điện tử đế chế và một số hình thức khác như thể thao, bóng đá, bóng rổ. Để tham gia, người chơi phải lập tài khoản trên trang web này và mua tiền ảo từ các đại lý do Huấn lập ra. Hình thức cá cược giống trò chơi tài xỉu, tiền ảo sau khi chơi thắng có thể quy đổi ra tiền thật. Cơ quan điều tra đã trích xuất dữ liệu máy tính của ổ nhóm phạm tội trong 12 tháng và phát hiện 350.000 tài khoản đăng ký tham gia mạng lưới cờ bạc. Trong đó xác định từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019, đường dây của ông Trùm sinh năm 1981 đã giao dịch phi pháp khoảng 1.158 tỷ đồng. Hiện Công an quận Cầu Giấy và lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án.